Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm 2020, trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ thì, hôm nay chúng tôi cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng mẫu sản phẩm nữa là cuốn thư siêu to khổng lồ được làm bằng chất liệu gỗ mita, có kích thước là dài 2m60, rộng 1m27, dày 7 phân. Đây là hàng khủng nhất từ trước tới nay của chúng tôi làm cho khách hàng, đó là nhà chùa. Chúng tôi đang thi công 7 bức như này, thì trong mỗi một video chúng tôi sẽ giới thiệu bức cuốn thư khác nhau. Quý vị có thể đăng ký kênh để tiện theo dõi hơn. Bức cuốn thư này là bức cuốn thư chạm tứ linh Long Ly Quy Phụng, tức là bốn linh vật rồng, lân, phượng và rùa, gắn liền với đồ thờ cúng tâm linh từ xưa tới nay của các cụ nhân gian truyền lại. Trong rất nhiều các video trước thì chúng tôi đã giới thiệu các cái bộ cuốn thư dài 1m97 hoặc 2m17, kích cỡ 2m37 là hàng phổ thông. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cái hàng dài 2m60, rộng 1m27 mà dày 7 phân. 7 phân là liền khối, còn chưa kể phần chắp ghép các cái đầu nổi bên trên. Và chất liệu là chất liệu gỗ mita. Đồ thờ cúng làm bằng chất liệu gỗ mita thì rất là bền. Xưa nay gỗ mít nó cũng gắn liền với đồ thờ cúng tâm linh và đi theo rất nhiều năm tháng rồi. Gỗ bền bỉ, không mối mọt, không cong vênh, không nứt. Trên mình các bạn đang xem là những người thợ của chúng tôi đang ghép các cái bức cuốn thư tiếp theo đây. Khi tháo rời ra là như này. Và sau đó thì khi chúng tôi sơn son thép vàng xong, chúng tôi bắt đầu sẽ lắp lại, gắn hoàn chỉnh và sau đó sẽ bàn giao cho quý khách. Mẫu này thì phần trương trên chúng tôi chạm long trầu mật nguyệt, tức là rồng trầu mật nguyệt. Bức cuốn thư này thì chúng tôi lại không chạm chữ nho mà chúng tôi lại làm ba phần mây gắn kết lại với nhau theo như yêu cầu của khách hàng. Và gấm là gấm chữ thập. Phần tai cuốn thư chúng tôi chạm gấm hoa chanh. Tôi xin nhắc lại, kích thước là dài 2m6, rộng 1m27, làm bằng chất liệu gỗ mita. Quý khách có thể xem thêm các cái sản phẩm đồ thờ cúng tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Và đây là bức cuốn thư nữa, cũng dài 2m6 và được chạm 4 chữ nho. Phía dưới chúng tôi chạm hồ phù. Và bên trên hai đầu chắp rồng cũng được chúng tôi, khi hoàn thiện xong chúng tôi sẽ lắp nốt. Thì trong clip sau tôi sẽ giới thiệu. Tất cả là 7 bức siêu to khổng lồ để cho quý khách hàng tham khảo các cái kích thước mẫu mã. Đây là hàng kỹ của chúng tôi. Quý khách muốn đặt đồ thờ cúng tâm linh cho gia đình, nhà thờ cũng như đình thờ, quý khách hãy liên hệ về 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đồ Gỗ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm. Chúng tôi nhận sơn son thép vàng lại cho quý khách. Quý khách hãy liên hệ về Zalo 0986 883349. Mà quý khách ở xa không về được, quý khách hãy xem video thực tế của chúng tôi. Nếu quý khách ở gần, quý khách hãy qua địa chỉ làng nghề La Xuyên để xem thêm các sản phẩm mới. Cảm ơn quý khách đã xem video của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu thêm.